Chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất vui khi mọi người quay lại với channel của Khánh Nguyễn. Và cũng cho Khánh Nguyễn gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả các anh chị và các bạn ở khắp nơi. Chúc tất cả mọi người luôn được khỏe mạnh, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Happy weekend. Thì các bạn thấy là thợ neo, chỉ có thợ neo thôi, là mỗi năm về Việt Nam chơi một lần, hoặc là hai năm về chơi một lần. Tiền đâu họ về, tiền đâu mà có các bạn. Phải ăn uống tiết kiệm. Ai mà giờ Việt Nam mỗi năm một lần, hai năm một lần, thì mỗi ngày các bạn họ tiết kiệm bằng cách là phải ăn mì gói các bạn ơi. Mì gói một phần ăn, một lần ăn là có thể 5 đô, 7 đô đó. Thì bây giờ họ sẽ mua một gói mì gói. Mì gói này là chỉ có 50 sen thôi nha các bạn, 50 sen. Còn hai cái trứng á thì là 5 đô 19 sen, 18 trứng. Đó, giờ mình chia ra là không biết bao nhiêu tiền. Và đây là tôm, là một pound là nửa ký, là 10 đô. Đó. Thì thay vì mua một phần ăn để ăn sáng là 5 đô, 7 đô, 8 đô gì đó, thì bây giờ họ tiết kiệm lại các bạn, ăn mì gỏi, ăn trứng, ăn tôm, cho miếng rau vô. Đó, thì coi như một ngày ăn một lần thì sẽ tiết kiệm được 3 đô hay 4 đô mà các bạn nhân cho một năm đó, thì họ sẽ tiết kiệm được tới cả ngàn đô luôn các bạn. Đó là lý do tại sao mà thợ neo có tiền về Việt Nam.